Ngày 10 tháng 2, Phạm Quang Mậu, 31 tuổi, trú huyện Hương Khê, bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra về tội giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo kết quả điều tra, Mậu và cô gái 29 tuổi, trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, thuê phòng trọ tại dãy nhà trọ thuộc ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Vài tuần trước, Mậu sang phòng trọ của chị này, vay 500.000 đồng xong chưa trả. Ngày 7 tháng 2, khi cô gái đòi nợ, Mậu to tiếng, sau đó dùng dao đâm cô gái, rồi bỏ xác trong nhà vệ sinh chung tại dãy nhà trọ, lấy điện thoại iPhone 6 của nạn nhân, rồi rời khỏi hiện trường. Lúc này, mọi người sống cùng khu nhà trọ đã về quê ăn Tết. Mậu vứt dao xuống một con sông, trốn về quê ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Khoảng 21 giờ 30 ngày 9 tháng 2, chủ nhà trọ phát hiện thi thể cô gái trong nhà vệ sinh nên trình báo chính quyền. Sáng ngày 10 tháng 2, Mậu bị cảnh sát bắt.